Thưa quý vị, hiện nay, mỗi ngày đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận hơn 4.000 ca F0. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, các địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp để ứng phó. Đáng chú ý là thắt chặt việc ra đường và ăn uống tại chỗ. Bán mang về, một cụm từ đang phổ biến tại các hàng quán ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Và đây là một trong những giải pháp mà các địa phương đang tăng cường nhằm để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cụ thể, tại Bạc Liêu, các cửa hàng kinh doanh thức ăn, nước uống chỉ được hoạt động từ 4 giờ sáng đến 19 giờ tối, theo hình thức bán mang về và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp về 5K. Dù có tiêm vaccine 2 mũi, 1 mũi, 2 mũi gì đó, nhưng mà COVID nó vẫn nhiễm. Chúng ta hạn chế tối đa đi ra đường khi không cần thiết, hạn chế tối đa khi tiếp xúc với bên ngoài, hạn chế tối đa là trong việc là tổ chức các tiệc tùng từ nay đến cuối năm. Hiện các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cũng đã cho dừng hoạt động tập trung trên 10 người, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết. Đặc biệt một số địa phương còn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được đi ra khỏi tỉnh vào thời điểm này. Với hàng ngàn ca F0 mắc mới mỗi ngày, việc tăng cường những giải pháp mang tính là linh hoạt, quyết liệt như vậy, nó sẽ giúp cho các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long kiểm soát hiệu quả hơn dịch COVID-19 trong thời gian tới.